ở tại Bắc Giang. Ở đấy tôi thấy đấy, có động cơ đây, và dưới này là có những cái cặp bánh xe lăn để giữ thăng bằng, ví dụ nó không thể nghiêng bên nào thì có bánh xe bên đấy nó đỡ rồi, không thể nghiêng được tại vì có bánh xe trên bốn vòng quanh. Và một động cơ chính là động cơ này để chạy được. Máy này đưa. Cái thành bé này cũng là rất quản đi. Cái thành này là quản nhiều chứ. Cái thành này là xi măng, nhưng mà nó là đường dây của cái. Nó là đường dây, nó nào rất kiên cố để làm đường dây chạy được. Vừa bấm. Đơn giản thế nào? Ừ. Đấy. Giáo sư tiến sĩ đấy là bên trong đấy, bên trong đây lại có một đấy, vừa động cơ kia nhá, nó chỉ độ chưa đến 3 mét là có một bánh, đây một bánh nữa này, chưa khoảng cách là từ kia đến đây chưa đến 3 mét đâu, cứ gọi là 3 mét đường tròn này là có một bánh chạy, bánh chịu lực nhá. Đúng rồi. Bánh này là bánh chịu lực đấy chứ, cái cơ bảo nó lổi được trên nước không phải đâu. Không phải. Nó vẫn là chịu lực bằng cái này. Cái này đè xuống này là gánh ác lắm đây này. Cái động cơ nó đấy, máy này. Đây. Kêu cảnh cảnh cho đây. Đường dây vừa đồng thời là thành bể này. Ừ. Anh cứ nhìn nó lặng hay không, anh nhìn cái cao su nó xuống anh. Đúng đấy, anh biết tốc độ của nó là ác. Đấy chứ cứ bảo nó lổi trên bể nước không phải, lổi nó tràn nước thế này. Bao nhiêu cái này nó đỡ ác này. Đúng rồi. Cứ tầm gọi cứ 3 mét đường tròn này một lốp, 3 lốp mảnh. Đúng rồi. Giờ mình muốn đo cái nhà này bao nhiêu. Từ đây đến cái này là biết bao nhiêu cái nó đỡ. Ừ. Cái nhà này là biết ngay. Đúng rồi. Đấy chứ còn đôi khi cứ đồn có một cái câu chuyện đồn là đọc một chục nó lổi trên nước là không phải. Nó phải có bánh đỡ. Lối nào được. Cái tàu biển ấy mà 100 tấn thì phải cả lối ở trên đại dương chứ không thể lối trên một cái ao được. Đúng rồi. Chứ đây nó như một cái ao lối làm sao được. Đó là 100 tấn thì phải trên đại dương mới lối được. Anh Trung Nguyễn. Mày làm YouTube mày có cần coi như các chú tham khảo cho mày cái gì không? Có nai cho xem cho. Chỉ cần xem hộ ấy. À ừ, tao xem nhiều là mày coi như là được nhiều tiền. Bao giờ mày coi như đăng ký kênh đấy là bố con anh con ừ, thằng Quế người chi hàng triệu. Chào các bác. Ờ chào. Đây thế nhìn thấy quay chưa? Quay chưa? Đấy. À thế à, đây nhiều khi cứ nghe tin đồn như đến tai nghe mắt thấy tay sờ vào đi. Cái này là quay chậm đấy chứ không bác? Quay chậm, quay nhanh thì chịu đâu được. Quay nhanh cơ mà. Em đứng ở đây đã cảm thấy thế nào rồi. Chóng mặt rồi. Hơi chóng mặt. Đấy. Không ngủ được. Thế còn cái ông kia thấy ông tò mò thì ông ra đây ông nhìn. Hả? Lúc nó ngủ nó dừng đi. Ông có tò mò thì ông ra đây ông nhìn. Đấy, ra đây nhìn. Đấy. Hơi chóng mặt đấy. Thủy lực đấy đúng không? Không, nếu mà tò mò thì ra đây nhìn. Đây nó có một cái bánh xe chứ không phải là thủy lực. Đấy, cái tin đồn thủy lực thì là đôi khi bánh xe chạy bánh xe. Một dãy bánh xe chạy trên cái đường dây là đường dây bê tông. Hiểu không? Có một cái động cơ, chính cái động cơ ở cái chỗ cái tấm. Anh Trung Nguyên nhá. Vâng. Xin chào. Thế các anh về trước nhá. Về là nghe là mới là khởi kiện ok rồi. Ok rồi, lấy được lại bản quyền rồi. Lấy bản quyền thôi vì thế. Ừ. Thế thì nhà nước có hỗ trợ gì không bác? 80 triệu hay sao anh nhỉ? À thế á. Bản quyền. Cái đấy. Cái hỗ trợ nó không hỗ trợ đáng bao nhiêu. Nhưng mà... đấy ngôi nhà quay đấy, ngôi nhà này dự kiến như anh ý, thì anh bảo nó độ bao nhiêu tấn, 2 tầng và 1 tum như này, theo tôi thì nó cũng phải cỡ ngót nghét cỡ tầm 100 tấn nhỉ, chắc có đến thế đấy, gạch sắt để xi nhiều đấy kia, 3 tầng này phải khoảng 100 tấn
Thế mà là gia đình mà nó xoay được trong này à bác? Chưa. Chưa. Vẫn gọi là ấy thôi, vẫn thế, nhà riêng nữa. Thế là có ông Tây, ông Tiếc nào ông về đây chưa? Chưa. Đấy. Tên là gì? Ông Lượng. Đấy mà quay cả chị đứng đúng không ạ? Đúng rồi, đây là... Để quay cả chị đứng đúng không ạ? Ơ, sao tí tí chuyển đấy. Vào mail của tí. Ông Lượng, ông này là ông Lượng. Đấy, chủ nhân là chủ nhà là Lượng. À, không phải bác gì? Không phải là Ngô Gia Lượng đâu. Chứ không phải bác gì? Bác chỉ là người biết thôi. Cũng biết là cũng... Thế bây giờ muốn vào trong không vào được à? Không vào được. Vào kia báo động này. À, thế à? Chị đến đứng cửa kia, vào đứng cửa xem nó báo động. Không vào được. Đấy. Không thấy à? Không thấy gì à? Không thấy báo động. Vậy? Báo động, báo động. Báo động, báo động. Báo động, báo động. Báo động. Báo động, báo động. Ừ. Đấy. Đấy, thấy chưa? Báo động. Máy bay xuống chưa? Đấy. Theo như tôi nhận định nó phải 100 tấn. Sắt xi, kể cả từ cái đế này, cái phạm vi chân ông này đứng thì cũng hàng nhiều tấn rồi. Còn cả tòa nhà này phải hàng trăm tấn trở lên. Nhưng đây đấy, của... Đúng rồi. Hôm nay chủ nhật khách đến thăm là cũng một số đến thăm từ sáng. Nhưng mà chính ra phải mở cửa trong nhỉ? Nhưng mà mở cửa trong thì cũng mới đúng không? Không mở được. Phải có người. Ừ, phải có người ở đây. Có các bác ở Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh đây tham quan. Bay của ông Lượng đây. Đây các cụ em đang đứng đây, em đang đứng ở nhà xoay đây. Đúng. Ở nhà mình ơi. nhà xoay ở Bắc Giang đây. Có 102 đây. Nhưng mà không vào được bên trong ạ. Hôm nay chủ nhà không có nhà. Đây là đang xoay. Tốc độ khỏe nhất đấy. Tốc độ nhanh chóng ạ. Dù sao chăng nữa ở trong ngôi nhà cũng chỉ cho quay ở cái tốc độ này thôi anh ạ. Nếu mà quay tốc độ cao quá thì cũng ở nó cũng bất tiện. Quay nhiều quá, quay mạnh quá ở thì nó choáng. Đúng không? Gọi là quay thế này cũng là tương đối đấy. Ngồi một nút cái là gì hả bác? Ở dưới cái trục cái hầm, nhà nước hầm, à? Hầm nước. À thế à? Bè, hầm. Thế hầm nước nó cũng phải bơm vào chứ mãi nó cũng phải cạn chứ. Ừ, đây, đây, đường bơm đây. Bé, đây. Lúc đây xem cái chỗ kia chị không ra xem à? Đấy. Đã bảo ông ấy tò mò ra cho xem chỗ đấy rồi. Đấy, hệ thống tất cả vào vào đấy đấy. Đây này. Đấy, bánh xe đây này. Đấy. Đấy, nó có bánh xe, dưới nó có bánh xe. Dưới này, trong bánh xe là bể kìa. Tốn chứ. À, cái động à? Cơ, cái động cơ kia ông bảo nó chạy nặng lắm ý. Động cơ chạy bằng lắm, đúng không? Ông bảo chạy bằng ắc quy. À thế là ắc quy thì nó đỡ tốn điện. Chạy ắc quy mà nó sạc năng lượng. Ông ấy chạy bằng ắc quy. Cái này tốn điện lắm tại vì là nó nặng này mà. Không, động cơ chạy rất chậm. Lúc lấy động cơ đi qua cái cửa này mình nhìn thấy này. Nó chạy cái xích nó chạy cứ từ từ này thôi. Chạy rất chậm. Cho nên động cơ chậm mà. Cho nên nó khỏe. Động cơ nó đã chuyển đổi tốc độ chậm cho nên nó rất khỏe. Hôm nhìn trên mạng thấy lạ thế. Nhìn yeah. Mà lại bảo không biết là tỉnh Bắc Giang mình hôm không em, biết. Em đi qua đây em bảo đây đúng cái nhà xoay rồi tí ạ. Cái đứa là em đấy nó cách đấy 200 m thì nó bảo thế em không để ý. Không về bảo đúng rồi chị ạ. Đấy, thế bảo nhiều người ở Bắc Giang này chưa biết đâu. Vâng. Bây giờ được một số anh em thông tin nó đăng lên mạng thì bắt đầu mới biết.
chỗ đất này thì rộng được, cái này nó cũng chiếm diện tích đúng không? Đúng rồi. Nhà bác cái quanh đất là quanh đây hết. Hết đây, cả rừng cây vườn này, cả cái nhà xưởng bên kia, ông mua hết khu này. Cái ngôi nhà này được mệnh danh là có 102 ở nước Việt Nam rồi đấy, chứ không phải là tỉnh Bắc Giang mình đâu. Ở thế giới cũng không có nhà nào nhà quay mà nhà trên đấy các thứ nhà quay này chưa đi có. Đấy mà cái đây là ông ấy làm một chủ cái xưởng cơ khí kia thôi, chủ xưởng cơ khí này thôi, thế mà cũng đã sáng kiến mà ông ấy chưa có bằng kỹ sư đâu nhá, chỉ là một xưởng cơ khí do kinh nghiệm thực tế thôi. Đấy, thế mà đã làm được một ngôi nhà nổi tiếng, đến bây giờ mình phải nói là nổi tiếng. Đây là ông định làm cái gì? Cái chòi để cho khách ngồi. À, chòi. Ông ấy còn ý đồ chòi này không biết là sau này có bán vé hay không, nhưng mà đại khái này đang làm cái chòi. Nhiều khách mới là phải đầu tư cải tạo xung quanh đây, ông phải lát hết này. Nó phải đẹp đẽ hơn. Đấy. Đơ. Anh ơi nó chạy chưa anh? Chạy rồi, thế mình đến thăm nhà quay hả? Em hỏi thăm từ sáng đến giờ đấy anh chị ạ. Ôi giời ơi, thế sao không biết đường? Em một tận Bắc Ninh đâu biết được. À thế à? Ừ, nó phải đi qua thành phố Bắc Giang đây, gần đến giỏ rồi. Lên đây thì em hỏi thăm mấy đứa đi đường, nó bảo nó không biết. Đúng rồi. À, đây quay, nó có địa chỉ. Đây, bây giờ vào thăm đây, nó đang quay. Em cũng đang muốn xem nó quay kiểu gì đây. Quay kiểu gì? Tò mò thì tôi ra, tôi đưa ra chỗ xem nó quay. Giỏi, quá giỏi. Giỏi không? Quá chứ không phải giỏi thường. Chỉ là một cái động cơ rất nhỏ thôi mà đủ để quay một cái tòa nhà như thế này. Ông này phải cho sang nước ngoài thôi chứ không thể để làm được. Những cái người giỏi này phải cho đi nước ngoài thôi. Vừa rồi là còn kiện cáo về cái vụ bản quyền của cái nhà này, nhờ cái thằng bạn nó làm cho thì nó lấy mẹ tên nó. Lên cái thì nó chạy thế nào có chóng mặt không anh? Đấy, nó chậm này thì nó không chóng mặt đâu. Đấy, đứng đây xem. Tức không thoáng được. Nhưng là nó tốc độ rất chậm. Ừ, tốc độ rất chậm đây, mình nên để cho, tức là ông cũng thiết kế ở tốc độ chậm để mình có thể ở sinh hoạt trong nhà này được. Nghĩa là hôm nay là không có anh à? Không có. Đấy, báo động đấy. Đây, đây là một động cơ. Nghe tiếng động cơ chưa? Có. Động cơ đang chạy. Đấy. Thế là cái cửa sổ bên kia, ta có thể sang xem cửa sổ bên kia, là xem cái... Thế này thì nó cứ lúc nó lại có hướng khác gì anh? Ừ, đấy, nó có ở cửa hướng nào đâu. Đời nó lại gặp cái ông giỏi thế gì? Tức là người ta bảo là nếu mà như thế này, thầy phong thủy bảo tao hướng nào tao thay hướng ấy. Đúng không? Không... Mà nhà chú ở đây bỏ không thì người ta mang người ta gửi. Bây giờ cả nhà đang không ở đây mà đang ở
ta ở Dương Gia, chúng ta ở chỗ 260 đường Dương Gia, tức là cũng chuyển trục lại. Đúng rồi, và lúc chú qua tiền chú hoàn thiện đầy đủ chú lên để chú ở. Bây giờ chú cứ làm dần dần, thấy không? Thì em cũng xin chúc bác là sẽ là hoàn thiện được hết những cái ý tưởng gì mà cái gì mà bác còn đang lúc đấu rồi sẽ hoàn thành hết. Kể cả như là bác chuyển đồ, bác làm cái gì đấy thì cũng chúc bác là sẽ sớm hoàn thành, bác sẽ hoàn thành. Thế thì còn hôm nay cũng em đi các cháu đến thăm thì cũng là rất là vinh dự đã được bác mời nước rồi là cũng đã được tham quan ngôi nhà. Các cháu cũng phải trong này ngồi. Bây giờ bố con em xin phép về. Rồi. Xin chào bác. Chúc bác mọi sự đã được như ý nhá. Tôi thì hạnh phúc nhất là như thế thôi. Có đông người coi như chuẩn khỏe. Đấy. Có gì thì con vui. Vâng.